Rồi, chào buổi sáng cả nhà cộng đồng SA, chào thầy Thái. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về cái chủ đề mình chuẩn bị như thế nào để mình không phải đón Tết mà đón cho cả một cái năm mới. Và cái Tết năm nay là cái Tết lịch sử rất quan trọng. Chúng ta nên nhớ rằng chắc có lẽ là hầu hết quý vị đã được học không nhiều thì ít qua những cái bài học mà mình chia sẻ về thanh lọc thân tâm. Nói đúng hơn tức là tất cả những cái quy luật tự nhiên căn bản nhất ứng dụng vào đời sống con người của mình. Vậy thì chúng ta nhớ một cái nguyên tắc rất căn bản chúng ta học là gì? Là nguyên tắc số 3. Quý vị nhớ chưa? Quý vị nhớ nguyên tắc số 3. Tất cả đều xuất phát từ cái nguyên tắc rất căn bản này, từ ngay cái sóng năng lượng đến cái sự hình thành của cái thể vật chất thô đầu tiên là các nguyên tử. À, rồi đến cấu trúc phân tử tạo ra cái chất liệu có sự sống là nước, rồi cho đến cả cái thế giới này, tất cả các hành tinh nó đều được cấu tạo thành ra cái khối hình cầu. Thì như vậy các khối hình cầu này được kết nối bởi những gì? Bởi những khối tam giác. Bởi những khối tam giác mới tạo ra khối tứ giác, khối ngũ giác, khối lục giác, khối bát giác. Thì toàn thể vũ trụ này từ cái bé nhỏ nhất cho tới cái vĩ đại nhất đều đi theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ hết. Vậy thì 10 năm qua mình đã chia sẻ và cảnh báo cho cộng đồng của mình về những sứ giả của vũ trụ nhắc nhở của chúng ta. Khi mình đã có ba sứ giả, thứ nhất là virus của bò điên, tại vì mình đã lạm dụng sau chiến tranh thế giới thứ hai cái ngành chăn nuôi bò, bò sữa. Rồi sau đó khoảng hơn một thập niên, gần hai thập niên sau thì chúng ta lại bị cảnh báo của gì? Virus cúm heo, lở móng, lở mồm. Và chúng ta vẫn chưa tỉnh giác. Thấy không? Đến sứ giả thứ ba là virus cúm gà, cúm vịt, cúm chim. Sau ba lời cảnh báo này, nếu đúng nguyên tắc là khi chúng ta được cái lời cảnh báo thứ ba thì chúng ta đã phải tỉnh giác, nhưng mà vì chúng ta không tỉnh giác qua ba lời cảnh báo đó thì chúng ta lại đến COVID. Thấy chưa? Rồi, khi COVID đến thì ba cái đợt sóng đầu tiên chúng ta cũng rất là nhẹ nhàng và chúng ta rất là chủ quan. Do vậy chúng ta chưa chuyển hóa tâm thức, nhận thức, cách sống là chúng ta đã lãnh cái làn sóng thứ tư kinh hoàng. Vậy thì chúng ta nhớ lại là cái giao mùa bắt đầu khi vị sứ giả này đến để cảnh báo thế giới là năm nào? Có phải là cuối năm 2019 và đầu năm 2020 không? Thấy không? Tức là cuối năm 2019 và đầu năm 2020, cái thời giao điểm, giao mùa, đó là cái cảnh báo thứ nhất đối với nhân loại. Vậy thì cái mùa giao mùa thứ hai là 2020-2021. Và hôm nay chúng ta đang chuẩn bị qua cái làn sóng cuối cùng, nguyên tắc số 3, 2021-2022. Vậy thì nếu như chúng ta có thể giúp cho tối thiểu 2 phần 3 con người, nếu mình chưa có thể làm được hết trên toàn thế giới, thì ít nhất làm sao người dân Việt Nam phải ý thức được điều này để mình có thể bảo vệ bà con mình, đất nước mình. Mình chưa thể làm ra được thế giới thì ít nhất tối thiểu phải 2 phần 3
con người Việt Nam phải có cái nhận thức và thấy được tầm quan trọng, vì đây là luật vũ trụ, đây là những nguyên tắc căn bản mà chúng ta đã học. Trong 3 ngày đầu tiên khi chúng ta ứng dụng nguyên tắc số 3 thì cái ngày thứ ba là ngày cuối, là cái cơ chế nó trở vào bên trong. Quý vị nhớ chưa? Tức là ngày thứ ba là cái ngày mà chúng ta phải trở vào bên trong hoàn toàn để phát huy cái vai trò của tự thân. Vậy thì khi chúng ta nhớ lại cái cấu trúc căn bản để tạo nên một nguyên tử là gì? Là một cái hạt điện tích âm luôn luôn di chuyển bên ngoài. Kế đến là hạt điện tích dương, nó nằm gần cái nhân hơn. Và trong cùng trung tâm là hạt điện tích trung tính. Vậy thì cái bên ngoài cùng là cái dao động nhanh mạnh thay đổi liên tục, và cái trong cùng là cái tĩnh lặng chân như cội nguồn nhất. Và chúng ta đã ứng dụng cái này vào trong cái chương trình thanh lọc thân tâm của mình vào cái ngày thứ ba để mình phát huy tối ưu cái vai trò làm chủ tự thân. Và cái điều này thì chúng ta cũng đã được học và ứng dụng khi mình nuôi dưỡng mình, nhớ chưa? Tức là nếu như mình không làm chủ được cái nguồn thức ăn giai đoạn 1, mình không làm chủ được cái nguồn thức ăn giai đoạn 2, bởi vì hai cái giai đoạn này nó đều nằm ở bên ngoài mình hết. Giai đoạn 1 là trồng tỉa, là nuôi dưỡng, thì ngày nay chúng ta hầu như không làm được cái điều này, bởi vì chúng ta không còn sống cái đời sống bộ lạc tự cung tự cấp như ngày xưa nữa. Và cái này thì nó đã rất lâu rồi, cái này nó đã hàng vài chục thế kỷ trước rồi. Cho đến khi chúng ta bước sang thế kỷ 19, 20 là chúng ta đã thấy chúng ta bị giảm dần cái này rồi. Bắt đầu ra cái giai đoạn thứ hai là chúng ta thấy cũng vậy. Quá trình thu hoạch, chế biến, đóng gói, đóng hộp, nhà hàng, dịch vụ phát triển mạnh vào nửa cuối của thế kỷ 20. Thành ra hầu hết chúng ta không làm chủ được hai cái giai đoạn này. Tuy nhiên, cái giai đoạn thứ ba, khi cái thực phẩm đi vào trong miệng của mình, nhớ chưa? Khi cái thực phẩm đi vào trong miệng của mình thì hầu hết 99.9% tất cả chúng ta ai cũng có quyền để làm chủ nó hết cả. Vậy thì chúng ta có tận dụng cái cơ hội này hay không? Đó là quyền của mình và chọn lựa của mình. Vậy thì chúng ta đang bước vào cái giai đoạn giao mùa lần thứ ba của vị sứ giả toàn cầu. Nếu như chúng ta ý thức được cái thông điệp này, cái tín hiệu này và thực hiện nó nghiêm chỉnh tối thiểu 2 phần 3 dân số, ý thức chuyển hóa thực hành được, thì chúng ta mới hy vọng rằng mình có được cái sự trở về, cái sự làm mới, cái sự cân bằng hài hòa với cả cái vũ trụ. Còn nếu như chúng ta không học, và cái quan trọng nhất là chúng ta không thực hành, không ứng dụng nó vào đời sống của mình, thì chúng ta thấy cái kinh nghiệm xương máu gần nhất của chúng ta ở cái đợt tấn công lần thứ tư của Covid là cái gần nhất thôi, chưa nói đến cái trước đó. Thấy không? Tức là khi chúng ta đã vi phạm cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ thì chúng ta sẽ trả một cái giá rất là đắt. Vậy thì đây là tạm thời gọi là cái Tết hay là cái sự giao mùa thứ ba trong cái giai đoạn đặc biệt của lịch sử nhân loại này. Thì đó là cái điều trước hết rất quan trọng. Chúng tôi mong rằng quý vị có thể bằng cách nào đó truyền thông với người thân của mình dù ở bất cứ nơi đâu, và như hồi nãy thầy nói, thầy Thái có nói đó, tức là những cái vùng quê càng xa bao nhiêu, càng nghèo bao nhiêu thì lại càng bị khổ bấy nhiêu, bởi vì cái truyền thông không có, cái nhận thức tỉnh giác không có. Thành ra cuối cùng người ta sẽ trở thành những nạn nhân
và bệnh dịch nó từ đó mà ra. Chúng ta thấy trở lại ngay cả cái sự phát triển lây lan của virus nói chung và virus corona, những cái chủng loại mới gần đây, nó tồn tại và phát triển được ở đâu? Trong những người bị suy giảm miễn dịch, những người bị bệnh tật nan y, những người yếu đuối, nó mới tồn tại phát triển được. Chứ những virus này không thể tồn tại một cách độc lập, nó không thể phát triển được nhanh và mạnh trong những người có hệ miễn dịch mạnh, những người biết sống đúng. Tại vì luật vũ trụ nó không thế, lực hấp dẫn cộng hưởng nó phải tương đồng. Anh nào tâm thức ô nhiễm, cơ thể bệnh tật yếu đuối là cái môi trường, cái từ trường thuận lợi để cho những cái mầm bệnh này nó tồn tại và nó phát triển. Vậy thì chúng ta phải cố gắng bằng mọi khả năng của mình, làm sao mình truyền thông, mình nhắc nhở và mình cảnh tỉnh những người thân của mình trước, và bà con thân thuộc nói chung, đó là tất cả cộng đồng Việt Nam ý thức được đây là cái giai đoạn chuyển giao mùa thứ ba, là giai đoạn lịch sử để mà mình thực hiện cái thông điệp của sứ giả vũ trụ đã đến nhắc nhở chúng ta, là một giai đoạn rất quan trọng. Vậy thì nếu những người làm công tác lãnh đạo chưa có thể thực hiện được từ ở trên đi xuống dưới một cách có hệ thống, thì bắt buộc mỗi một chúng ta phải có ý thức, phải trân quý sự sống của mình và phải tự bảo vệ mình nha. Chúng tôi nói phải tự bảo vệ mình, bởi vì không ai có thể thay thế chúng ta để mà chịu cái khổ đau bệnh tật, rồi không ai có thể cho mình tiền bạc hay là sự chăm sóc kéo dài được hết cả. Vậy thì nếu như chỉ đạo từ trên xuống chưa thể hoàn thiện một cách đồng bộ thống nhất, thì cuối cùng cái tiền mà chúng ta bỏ ra để chăm sóc sức khỏe cho mình, nó tốn của cả xã hội, cả đất nước và cả thế giới. Tức là mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn, bỏ thời gian, bỏ công sức ra để làm tiền, nhưng mà rốt cuộc cái nhu cầu căn bản nhất là duy trì sự tồn tại của mình, duy trì cái sức khỏe, cái bình an của mình không có. Mình cứ vì cái vô minh, vì cái vòng luẩn quẩn đó, mình bỏ thời gian, bỏ công sức rất nhiều để đi kiếm tiền. Cuối cùng cái tiền này làm chi? Để đi nuôi bệnh. Mà mình thậm chí không được hưởng những cái mà mình đã bỏ thời gian, bỏ công sức ra nữa. Thành ra mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn rất đáng thương. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao nắm cho vững cái yếu tố này là cái then chốt trước, thì lúc đó mình mới bắt đầu đi đến cái việc thực hiện nó như thế nào. Vậy thì cái việc thực hiện ở đây nó rất là cụ thể. Việc thực hiện rất là cụ thể là gì? Đó là chúng ta đã được tham dự những cái buổi học chia sẻ trong suốt 10 cái buổi đầu tiên. Mình nói về cái cách sống thuận tự nhiên theo đúng cái luật vũ trụ. Và chúng ta nên nhớ luật vũ trụ là khách quan thực tại. Luật thế gian mình có thể lắp được, nhưng mà luật vũ trụ thì chúng ta không lắp được đâu. Bảo đảm quý vị, nó không đến trước cũng đến sau. Và chúng ta nên nhớ rằng mình càng không dám đối diện với nó, không chuyển hóa nó, không gọi là không trả, thì nó cứ tự động nó tích lũy và cái tiền lời tiền lãi nó gia tăng dần thôi. Còn khi anh nhận diện được nó, anh đối diện với nó, anh chuyển hóa nó thì là xong thôi, chứ không có gì hết cả. Chứ không phải là mình nghĩ rằng mình có thể tránh né được. Vậy thì đây là cái giai đoạn lịch sử. Tiên quyết, đây là cái lúc mà để chúng ta gieo cái hạt nhân. Thì gieo nhân nào chúng ta sẽ gặt được quả đó, và cái kết quả chúng ta hưởng đầu tiên hết là cho chính mỗi người chúng ta. Vậy thì trong cái thời gian sắp tới, chúng ta thấy cái văn hóa của Việt Nam nói riêng và văn hóa Đông phương nói chung, vào những ngày cuối năm thì chúng ta làm gì? Ít nhất
cũng phải là đi mua sắm, phải không? Chúng ta là đi mua sắm. Mua sắm từ cái gì? Từ cái quà cáp, mua sắm áo quần, mua sắm đồ trang trí, mua sắm thức ăn thức uống trữ cho những ngày Tết. Tại vì cái văn hóa của mình cũng là gì, đầu năm chúng ta sung túc bao nhiêu thì cả năm chúng ta sung túc bấy nhiêu. Đây cũng là một cái văn hóa nhân quả rất rõ ràng. Tuy nhiên, chúng ta bị ảnh hưởng cái hình thức, cái khẩu hiệu nhiều quá, bị ảnh hưởng bởi cái thói quen, cái tập tục hủ lậu nhiều quá mà chúng ta không còn tỉnh giác để nhận diện ra cái thật là cái giả, cái tốt và cái xấu, cái nên và cái không nên nữa rồi. Ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác, nó không còn như cái mình nghĩ. Lấy ví dụ, cái văn hóa Việt Nam mình là mình thấy rượu, trà, bánh, mứt, phải không? Đó, cái thức ăn, thức uống của mình đó là rượu, trà, bánh, mứt. Hay là khi mà vui, tiệc tùng thì mình nâng cất cốc rượu đầu xuân. Hay là mình chúc mừng nhau bằng những cốc rượu. Và cái văn hóa ngày xưa của mình là gì? Nam vô tửu, như kỳ vô phong. Chúng ta phải xem lại những cái văn hóa này, cái thói quen này, còn nếu không là mình chết, chết chắc luôn. Mình không có cái sự đồng bộ và thống nhất, mình không có cái sự đồng bộ và thống nhất, tức là khi mình làm mình biết mình trên cái nguyên tắc nhân quả. Vậy thì chúng ta thấy tại sao trong nhà mình những ngày Tết, hay là khi mà mình muốn dâng một cái lời cầu nguyện thì mình phải có gì? Có hương, có hoa, có quả, phải không? Tức là hoa là gì? Hoa là tượng trưng cho nhân, và quả là tượng trưng cho cái kết quả. Vậy thì cái hương đây là gì? Để nó hương nó đi lên, không có cái hương nào đi xuống hết trơn á. Và cái hương này nó tượng trưng cho cái trái tim của mình, cho cái ý thức, nhận thức của mình. Vậy thì trong cái hình thức nó biểu hiện ra, mình làm nó đúng, nhưng mà rốt cuộc đến khi mình thực hiện nó, mình không làm đúng. Lấy một cái ví dụ là chúng ta thấy cái rượu nó đã giết hại biết bao nhiêu người, nó gây bệnh biết bao nhiêu người, mà ngay cả cái rượu gọi là tốt, ngay cả cái rượu mà được sản xuất ra khá nổi tiếng, được dùng trong cái văn hóa ẩm thực, là rượu gì quý vị? Là rượu vang, phải không? Là rượu vang. Vậy thì thưa quý vị, cái rượu vang ngày xưa, nhục của những hầm rượu Tây, bây giờ không còn được nữa đó quý vị. Không còn được nữa, bởi vì hầu hết tất cả những hầm rượu này đã được chuyển giao qua những ông chủ mới rồi. Và những ông chủ mới này làm theo công nghệ, làm theo cái kinh doanh, thậm chí còn có mưu đồ để đầu độc. Bây giờ nói trở về là mình có được cái rượu chất lượng, có được cái rượu chất lượng, nhưng mà cái văn hóa ẩm thực của rượu vang để làm gì? Để trợ tiêu hóa. Nhưng mà có người ta có tỉnh thức không? Nếu anh sử dụng một cái chung rất nhỏ sau bữa ăn tối, đặc biệt là ở phương Tây trời mùa đông rất lạnh, thì như vậy người ta dùng cái rượu này, thứ nhất là để cho nó giúp tiêu hóa, thứ hai nó cung cấp năng lượng, bởi vì cái hàm lượng calorie nó cao hơn chất bột và chất đạm, nó chỉ thua chất béo một tí xíu thôi. Vậy thì người ta dùng nó vừa trợ tiêu hóa, vừa cung cấp năng lượng, vừa khai thông kinh mạch. Nhưng mà hầu hết chúng ta không có ý thức tỉnh giác và mình lạm dụng. Hầu hết chúng ta không biết rằng cái rượu nói riêng và những cái sản phẩm cồn nói chung
ở một cái trữ lượng rất nhỏ ban đầu, nó tạm gọi là chất kích thích tiêu hóa, kích thích thần kinh. Nhưng mà sau cái ngưỡng rất nhỏ đó, nó phản ngược lại, tức là nó là chất ức chế tiêu hóa, ức chế nội tiết, ức chế thần kinh. Thành ra chúng ta không làm chủ được mình nữa, và cơ thể mình nó thông minh lắm, nó phải giải tỏa, nó phải chuyển hóa và nó phải giải tỏa cái chất độc này ra khỏi cơ thể trước. Còn nếu không là nó sẽ bị ngộ độc. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng cái rượu mình làm nó không còn tốt, không còn chuẩn ngay từ cái nguyên liệu căn bản là nho. Là tại vì cái môi trường của chúng ta càng ngày càng quá ô nhiễm, quá ẩm, quá độc, thành ra các cái loại vi nấm độc và các cái loại rầy nó bám dày đặc trên cái thân cây nho và thậm chí cái lá nho non. Quý vị người nào ở Tây phương thì biết, rầy nó bám đen nghịch cái lá non thôi nó đã bám dày đặc rồi, nó rất là mê, tại vì cái môi trường quá ô nhiễm. Vậy thì cái thuốc xịt rầy, cái thuốc xịt nấm nó dày đặc trên cái cây khi mà nó chưa ra bông nữa, khi nó chưa đậu quả nữa. Và khi người ta làm thì tất cả những cái hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt rầy nó bám chặt trên cái cuống của nho. Chưa kể là những cái phân hóa học hay là những cái thuốc diệt cỏ, những cái thứ khác nữa. Vậy thì nó có rất nhiều cái hóa chất độc trong đó ngay từ cái nguyên liệu căn bản rồi. Chưa kể là trong quá trình sản xuất ngày nay thì nó còn có rất nhiều. Vậy thì chúng ta vô tình chúng ta đưa cái chất độc vào trong người mình và mình mất đi cái khả năng làm chủ. Và quý vị biết rằng ngày xưa bậc giác ngộ, ngày xưa bậc giác ngộ cho chúng ta năm nguyên tắc căn bản để sống hòa hợp an vui hạnh phúc. Trong năm nguyên tắc đó thì bốn nguyên tắc đầu tiên là bốn nguyên tắc rất trực chỉ, rất rõ ràng theo đúng luật vũ trụ. Thứ nhất là không làm tổn hại chúng sanh. Ok, thứ nhất là không làm tổn hại chúng sanh. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mình khởi lên một cái niệm làm tổn hại chúng sanh, tức là ngay lập tức lực hấp dẫn sẽ chiêu cảm đưa đến, mình sẽ bị tổn hại trước, chứ chưa nói đến ai hết. Mình chưa giết người kia, nhưng mà khi mình khởi cái niệm lên muốn giết người kia, mình chưa đánh người kia, nhưng mình khởi một cái niệm giận lên để muốn đánh người kia, mình là cái người khổ sở trước nhất. Lực hấp dẫn nó chiêu cảm ngay trong cơ thể mình, ngay trong tâm trí mình, rồi sau đó nó những cái từ trường năng lượng tiêu cực đó nó sẽ tới. Vậy thì không làm tổn hại chúng sanh là nguyên tắc thứ nhất. Thứ hai là gì? Không lấy những gì không phải của mình hay là không được cho phép. Thấy không? Rõ ràng khi mà mình làm ra một cái gì bằng xương máu nước mắt của mình, bằng sức lao động của mình mà ai lấy đi thì mình cảm thấy bất an rồi. Vậy thì khi mà mình lấy một cái gì không phải do chính mình làm nên hay là mình không được phép của chủ nhân thì mình đã làm tổn hại chính mình, khổ đau chính mình, và đó là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba là gì? Là không có cái sự tà dâm tà hạnh. Nếu như mình có một cái người thân nào đó mà bị một cái người khác người ta lạm dụng, người ta lừa đảo, người ta làm cho mất đi cái hạnh phúc gia đình, mình có thấy hạnh phúc không, thưa quý vị? Không. Thành ra đó là cái nguyên tắc thứ ba để chúng ta có được cái cuộc sống hòa hợp an vui hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh mình. Và cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư là không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói những lời không đúng với sự thật. Vậy thì người ta thường nói gì? Sát, đạo, dâm, vọng. Đó là bốn cái nguyên tắc rất căn bản, trực chỉ, rõ ràng, dễ hiểu. Phải không? Nếu chúng ta muốn sống hòa hợp, an vui, hạnh phúc thì chúng ta thực hiện bốn điều đó. Nhưng mà tại sao cái điều thứ năm nó chả có liên quan trực tiếp gì hết mà các bậc giác ngộ phải đưa nó vào? Là gì? Không sử dụng những chất gây say nghiện hay là làm mất đi cái khả năng tỉnh giác của tâm trí mình. Rượu là một trong những chất đó nha, rượu là một trong những chất đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng
cái rượu nè, cái bia nè, thậm chí cái cà phê nè, cái thuốc lá nè, cần sa, ma túy, phim ảnh, vân vân. Nó tác động, nó thay đổi cái nhận thức của mình, không còn có khả năng làm chủ mình. Vậy thì trở về với cái rượu là cái căn bản trước hết chúng ta đang nói ở đây. Nó không phải là cái yếu tố trực tiếp liên quan tới sát đạo dâm vọng. Nhưng mà nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Nếu khi chúng ta sử dụng rượu, chúng ta mất đi cái sự làm chủ của mình, thì chúng ta có thể mắc phải hết cả bốn cái điều kia, chứ không phải chỉ có một cái. Thành ra trong những câu chuyện cổ tích thì ông bà mình có nói một cái người con rất hiếu thảo, một người con rất hiếu thảo chăm lo nuôi dưỡng ông bà già cha mẹ mình, không lập gia đình, đi vào trong rừng để mà tránh xa cái xã hội xô bồ cám dở, rất là cần cù làm ăn. Và một ngày nọ thì một con quỷ, quỷ ở đây là gì, tượng trưng cho cái mặt trái của tâm thức của mình. Trong con người mình nó có con người thật và con người giả, nó có con người tốt và con người xấu, nó có cái thiện và cái ác, đó là cái âm và cái dương. Vậy thì khi cái thiện nó lấn át thì cái dương nó yếu đi, nó không biểu hiện ra. Thì đây là khi mà một cái con quỷ nó hiện lên, nó bảo để nó thử mình. Bây giờ tôi cho anh hai cái, một là anh giết anh, hai là anh về anh giết cha mẹ anh. Thì anh này nó không được, tôi là người có hiếu cha mẹ mà, thấy không, thì tôi không thể giết cha mẹ tôi được, cái người sanh thành tôi ra nuôi dưỡng tôi lớn. Vậy thì giờ anh giết anh, nếu không được, nếu tôi giết tôi thì ai nuôi cha mẹ tôi? Thì thế là không làm được cả hai điều đó, bắt đầu nó xuống dần, nó xuống dần, nó nói thôi vậy thì bây giờ không giết, đó là không sát, không sát người ta mà cũng không sát hại chính mình. Vậy thôi bây giờ ở cái làng bên kia nó có ông triệu phú rất là giàu, tiền rất là nhiều, anh đi qua đó anh lấy một con bò về đi, nhiều lắm người ta không đếm xuể đâu, là anh về là anh chăn nuôi lên, là anh sẽ có một bầy bò, anh khỏi phải đi đốn củi, anh khỏi phải đi làm ruộng làm vườn gì cả, là anh có thể lo được cho cha mẹ anh rồi. Cái anh chàng này nó cũng không được, mình không thể nào mà đi ăn cắp của người ta hết, bây giờ mình đi làm mình rất là cực vậy mà đi lấy của người ta, mặc dù người ta có nhiều thiệt đó nhưng mà nó vẫn là của người ta không có cho mình không lấy được, khi mất đi đau khổ rồi. Cái thế là anh nói thôi bây giờ cũng được đi, không lấy của người ta. Cái anh nói bây giờ anh chưa có gia đình, hàng xóm có cái cô đó, cô cũng chưa có gia đình, vậy thôi thì anh qua anh lấy cô gái đó đi, à, lấy cô gái đó đi đem về để sanh con đẻ cháu cho ông bà. Nhưng mà tôi không có tiền cưới vợ, tôi cũng không có thời gian để mà chăm sóc vợ, nếu tôi chăm sóc vợ thì tôi là không có thời gian để mà đi làm để mà chăm sóc cha mẹ. Cứ thế nó đi xuống dần, anh chàng này thấy bốn cái điều mà của con quỷ này nó đưa ra, sát, đạo, dâm, vọng, đều là những điều mà nó tổn hại hết, nó nguy hiểm cho mình và cho những người xung quanh hết. Thành ra anh chàng này không chịu làm. Cái cuối cùng nó bảo thôi đây là cơ hội chót cho anh, anh hãy uống hết cái cốc nước này đi, cốc nước trong này nè. Thì anh chàng này thấy dễ quá, uống cốc nước trong à, uống cốc nước trong dễ quá, không có sát là không có giết, không có đạo là không có trộm cắp, không có dâm, không có nói dối, thôi uống liền ngay lập tức, chấp nhận liền. Mà sau khi anh uống xong hết cái cốc nước trong này là cốc rượu thì anh la anh hét cồn cào
giãy giụa, chạy nhảy. Tại sao? Tại vì xưa nay chưa uống rượu, bây giờ uống vào một cốc rượu mạnh như vậy thì chúng ta biết gì, cái cổ mình nó nóng ráp, phải không? Cái cổ mình nó nóng ráp, cái bụng mình nó cồn cào. Và sau đó là gì? Tay chân của mình nó bủn rủn, đầu óc của mình mất đi cái khả năng làm chủ của mình. Và thế là anh mới đói bụng, uống rượu vào thì cồn cào đói bụng, chạy qua bên hàng xóm, thấy cái con gà của người ta, chạy dí theo bắt con gà làm thịt. Làm thịt ăn xong thấy cô gái, hãm hiếp cô gái, hãm hiếp cô gái xong, cái cha mẹ nghe bà con hàng đi kêu réo, nói là con của anh cắp gà hãm hiếp cô gái. Thì cha mẹ sợ quá, lâu nay con mình nó đâu có như thế đâu, phải không? Lâu nay con mình nó hiền lành mà, nó rất là ngoan mà, tại sao bây giờ lại nó là như vậy? Thì mới bắt đầu chạy tới để mà hỏi con có ăn cắp không? Nó đâu, con đâu có ăn cắp đâu, con có hiếp dâm cô gái nữa không? Con đâu, sao mà sao con sao kỳ vậy, đâu có gì đâu, tại vì rượu nó vào nó đâu còn làm chủ được nữa. Cái thế là cha mẹ chạy vào, thấy con mình lạ quá, chạy vào ôm con mình để cứu con mình. Thì anh chàng này lại phản công, lại đập. Và cha mẹ càng muốn bảo vệ con bao nhiêu thì chạy tới ôm chầm lấy con, thì anh chàng này trong cái cơn cuồng loạn như vậy không làm chủ được thì đập đánh, rốt cuộc cha mẹ mình chết. Thì như vậy quý vị thấy, chỉ uống một ly rượu thôi, thấy nó rất là bình thường đơn giản, nhưng mà cuối cùng là mình phạm hết bốn cái tội kia: trộm cắp, tà dâm, nói dối và giết. Đó là lý do tại sao bậc giác ngộ đã phải đưa một cái điều này vào trong năm nguyên tắc căn bản sống hòa hợp an vui hạnh phúc. Và ở đây quý vị thấy, hồi nãy thầy Thái nói Bù Tăng tại sao nằm ở một cái xứ sở rất cao, rất nhỏ, và nó không có đầy đủ sung túc, mọi cái điều kiện nó rất là khó khăn, đi cái đường dốc nó rất là treo leo, ở một cái độ cao rất là cao, và nó rất lạnh nữa, rất lạnh. Như vậy tại sao cái người dân ở đó sống hạnh phúc? Tại sao người dân nó sống hạnh phúc? Bởi vì những vị lãnh đạo quốc gia là ông vua và hoàng hậu là những người đã sinh ra và lớn lên trong cái văn hóa truyền thống nhận thức đúng đắn. Từ cái nhận thức đúng đắn, tư duy đúng đắn, sống đúng luật vũ trụ, sống đúng theo lời dạy của các bậc giác ngộ, thành ra người ta yêu thương con dân, người ta có những cái luật. Thứ nhất là gì? Không có sát hại. Thứ nhất là không có sát hại. Vẫn còn một số ít những người Bu Tăng ăn thịt, nhưng mà hoàn toàn không có giết hại. Thịt muốn ăn phải đi mua từ bên Ấn Độ chứ không nhập từ Trung Quốc, tại vì nó nằm giữa hai cái vương quốc rất lớn, hai cái đế quốc là Ấn Độ và Trung Hoa. Vậy thì cái người nào muốn ăn thịt phải nhập thịt từ bên Ấn Độ qua. Người ta không có một cái tư tưởng nào làm tổn hại chúng sanh hết. Bây giờ đi ra ngoài đường, lỡ mà thấy một cái con nai, con dê gì đó bị tai nạn hay là bị việc lý do đó nó nằm chết, thay vì người ta đem về người ta làm thịt ăn, không, đem về cầu nguyện xong chôn cất đàng hoàng. Chẳng hạn như con dê, con bò, con cừu người ta nuôi để người ta lấy lông hay lấy sữa, hay là thậm chí để giúp kéo xe, giúp làm việc. Khi những cái con vật này hết khả năng làm việc, người ta vẫn nuôi nó cho đến khi nó già, nó chết và người ta cầu nguyện xong người ta chôn cất. Kể cả con gà người ta nuôi để lấy trứng cũng vậy. Sau khi cái hết đẻ rồi người ta vẫn nuôi nó. Thậm chí là nhà nước, ủy ban nhân dân mua những cái con gà già, gà trống, gà mái này về thả xung quanh ủy ban nhân dân, y như là chim cảnh vậy đó. Thành ra người ta không có một cái niệm làm tổn hại chúng sanh. Cái thứ hai là không lấy cái gì không cho hết. Người ta rất biết đủ nha, phải là biết đủ là sẽ sống hạnh phúc trong cuộc đời. Nhiều ít gì cũng không cần biết hết trơn, người ta luôn luôn biết đủ, cảm thấy rất là trân quý.
Bây giờ quý vị đi du lịch vào đó mà quý vị cho người ta một ngày chỉ có 10 đồng tiền tip thôi, người ta cũng rất là hạnh phúc, rất là cảm ơn rối rít. Mà quý vị cho người ta 100 đồng cũng thế, người ta rất là biết đủ. Thứ ba là gì? Là người ta giữ gìn cái hạnh phúc gia đình, rất là tôn trọng. Thậm chí như người nước ngoài vào muốn cưới con gái Bhutan, nhà nước phải xem cái người này đạo đức như thế nào, nguồn gốc ra làm sao, chứ không phải anh có tiền, có quyền là anh vào anh cưới được con gái Bhutan ra. Và tất cả những cái phúc lợi xã hội, trường học, bệnh viện, người già neo đơn đều được nhà nước lo hết. Và cái điều quan trọng không liên quan gì đến hết, vừa nãy chúng tôi nói quý vị, tức là không sử dụng chất say nghiện, những cái chất làm mờ tâm trí. Ai mà lỡ cầm rượu vào Bhutan tới ngay hải quan nộp đó. Tại vì người nước ngoài đi du lịch là người ta mua rượu, phải không? Duty free, rất là rẻ ở phi trường. Vậy thì tới ngay cái phi trường Bhutan là anh phải ký gửi đó hết. Đến khi nào anh đi ra thì anh được cầm đem về nước, không được mang vào, không được uống. Vậy thì có luật lệ đàng hoàng, không có rượu, không có thuốc, làm sao có xì ke ma túy. Và người ta giám sát người nước ngoài rất kỹ, dù một người nước ngoài đi du lịch vẫn luôn luôn có một anh tour guide đi theo, cả một đoàn luôn luôn có bao nhiêu tour guide đi theo bám sát, không có để cho những cái người nước ngoài mà đi lang thang để làm mất cái văn hóa, làm hư hại cái văn hóa của người ta. Thành ra cái sống biết đủ, cái sống biết luật, và những cái luật rất là căn bản là không cho sản xuất và thậm chí không cho nhập khẩu những cái thứ hàng hóa gọi là độc hại. Đó là lý do tại sao người ta sống hạnh phúc. Còn bây giờ mình không có được những cái chính sách như vậy từ ở trên xuống, vậy thì mình phải tự bảo vệ mình. Mình phải tự bảo vệ mình phải tự ý thức. Cái rượu ngày nay nó có quá nhiều hóa chất chất độc. Vậy thì đó là cái mà chúng ta tránh. Chúng ta tránh không riêng gì trong cái Tết này. Không riêng gì trong cái Tết này mà cho đến tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống của chúng ta. Việt Nam mình qua một cái khoảng thời gian quá dài mình bị ảnh hưởng cái điều này. Mình bị ảnh hưởng cái văn hóa này. Thành ra chúng ta thấy rằng mình đã tự đầu độc mình, tổn hại cái gan của mình, viêm gan, xơ gan, ung thư gan là cái rất là cao, tỷ lệ cực kỳ cao, có thể nói là cao nhất thế giới. Vậy thì chúng ta phải ngay cái cơ hội này để mình chấn chỉnh lại. Mình phải tập làm sao nói không, dù là một chung. Và chưa kể nói cái đó, kế tiếp là gì? Tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông nó không phải giết cái người uống rượu mà nó gây tổn hại cho bao nhiêu gia đình vô tội, bao nhiêu người vô tội. Cái tỷ lệ đó không riêng ở Việt Nam mà cả thế giới. Cái nước nào mà càng sử dụng rượu nhiều bao nhiêu thì tai nạn giao thông nhiều bấy nhiêu. Vậy thì những ngày lễ Tết này, phải không? Những ngày lễ Tết này nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ trở lại cái thói quen này, và qua một cái khoảng thời gian vài ba tháng rồi, sứ giả vũ trụ đã nhắc cho chúng ta không ăn chiều, không ăn tối, không tụ tập, không rượu chè, không quán bar. Vậy thì bây giờ mình phải tiếp nối theo những cái văn hóa mới, cái nhận thức mới đó đi, và chúng ta làm sao ứng dụng vào ngay trong cái giai đoạn Tết này. Chứ còn nếu không là lại tiệc tùng, lại liên hoan, rồi lại biếu xén, trong tất cả những gói quà biếu xén đều có rượu. Mình vô tình mình đầu độc lẫn nhau, mình vô tình mình tạo ra một cái văn hóa sai lầm rất là đáng thương. Quý vị thấy chưa? Rồi gì nữa? Nó kéo theo một cái hệ lụy. Nó kéo theo cái hệ lụy là gì? Hệ lụy của ngành y, nó hệ lụy của cảnh sát giao thông, tốn kém biết bao nhiêu tiền để xử lý, rồi của tòa án. Nhưng mà cuối cùng là những cái nạn nhân, dù là cái người uống rượu đi, dù là cái người tài xế gây tai nạn đi, người ta chết cũng khổ cho người thân của người ta. Người ta không chết, người ta nằm liệt hay là người ta tật nguyền cũng khổ cho người ta và khổ cho gia đình. Vậy thì chúng ta phải tập nói không với rượu bia. Đây là một cái điều rất là quan trọng. Kế đó là gì? Kế đó là tất cả những loại nước
giải khát. Chúng ta có quá nhiều nước giải khát, ngay cả cái chính thống nha, chúng tôi nói quý vị, ngay cả cái chính thống Coca-Cola, Pepsi, nước ngọt có ga chính thống sản xuất từ nước ngoài, thưa quý vị, nó tốt hay không tốt? Nó tốt hay không tốt? Toàn là chất độc, toàn là chất nghiện. Coca-Cola là chất nghiện, nó là chất cực axit. Quý vị không tin, quý vị mua một lon Coca-Cola, mua một lít Coca-Cola của Mỹ đàng hoàng, mua hàng Nhật đàng hoàng, quý vị đổ vô cái toilet quý vị, hay là quý vị chỗ nào mà ốc vít nó bị rỉ sét, quý vị đổ vào một lá sen, nó tẩy sạch trắng sạch trơn luôn hết. Vậy thì mình đổ cái đó vào trong bao tử mình, vào trong cơ thể mình, thì quý vị tưởng tượng chuyện gì xảy ra? Đó là hàng thiệt, đắt tiền, sản xuất từ nước ngoài. Huống chi là đồ Việt Nam mình, hay là đồ mà mình nhập từ các nước xung quanh mình, thì thưa quý vị, toàn là chất độc và toàn là sự đầu độc có chủ mưu. Vừa mất tiền và vừa mất sức khỏe thì mình quá quá dại. Vậy thì nếu như chúng ta không có một cái hệ thống để quản lý, để giám sát chặt chẽ, vì mỗi một cá nhân phải ý thức, mỗi một cá nhân phải ý thức, ngay cả, tức là chúng tôi nói tất cả những loại nước uống, tất cả các loại nước uống sản xuất sẵn đều có hóa chất, đều có chất bảo quản, đều có chất gây nghiện, đều có phẩm màu, đều có chất độc. Kể cả nước sản xuất chính hiệu từ nước ngoài. Vậy thì nếu chúng ta không ý thức thì coi như mình đang tự đầu độc mình. Nếu mình mua mình làm quà tặng cho người khác, mình đầu độc người khác, thì chúng ta phải hiểu luật vũ trụ là luật nhân quả và khách quan. Anh nghĩ rằng anh mua quà anh tặng cho người ta, phải không? Nhưng mà anh là cái người gieo nhân nè, cái người kia nếu mà người ta không uống, người ta đem người ta đổ thì cũng lãng phí, phải không? Nhưng mà người ta khôn là người ta không đầu độc người ta. Nhưng mà nếu cái người kia người ta tiếc, người ta lại đem tặng cho cái người khác nữa, thì cuối cùng cái nhân quả nó có đi vòng vòng vòng, nó lan rộng ra. Vậy thì cái người có trí tuệ, người ta thà mất tiền chứ người ta không mất sức khỏe, tức là người ta được tặng những cái rượu rất là quý, những cái thức ăn thức uống rất là đẹp đẽ qua cái mùa Tết này nè, người ta không sử dụng, nhưng mà có khi nó cũng dám đem đổ bỏ, người ta lại đem tặng cho những người khác. Và những người khác không có cái nhận thức đúng đắn, thì mình nhận được những cái món quà này thì mình thấy quá, và là gì, hãnh diện, phải không? Và mình thấy nó quá cao cấp đi, nhưng mình không biết rằng cái nhân quả mình tiếp tục, mình đẩy cái một cái dây chuyền dài, và mình tự đầu độc lẫn nhau, mình tự tổn hại lẫn nhau, và mình làm cho cái ngành đó nó đang phát triển. Tại vì khi mà chúng ta đi, mà chúng ta là một chuỗi của cung ứng, có cung thì có cầu. Vậy thì giả sử nếu chúng ta không cầu, tức là chúng ta không sử dụng, không tiếp tay trong cái chuỗi đó, thì cái nguồn cung ứng tự động một lúc nào đó nó sẽ bị cắt. Ok, nếu bây giờ càng nhiều người có ý thức không mua rượu, không cho rượu, chứ đừng nói uống rượu. Ok, vậy thì càng ngày càng nhiều người ý thức không mua rượu, không tặng rượu, không cho rượu, cho đến không uống rượu, thì cái người sản xuất rượu, cái người buôn bán rượu sẽ dẹp tiệm dần. Tương tự như vậy, càng ngày càng nhiều người ý thức không sát hại chúng sanh, không ăn thịt, không mua bán thịt, không giết, thì như vậy cái người đồ tể để giết hại, cái người buôn bán thịt sẽ giảm dần. Và khi mà những cái người này giảm thì bắt buộc cái người chăn nuôi sẽ giảm dần, cái sự ô nhiễm môi trường sẽ giảm dần, cái sự khổ đau của chúng sanh, của những con vật đó, nó sẽ giảm dần. Vậy thì mình phải đi ngược chiều lại. Đó là cách mà chúng ta phải tự làm, đó là cách mà mình phải biết bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh mình. Bởi vì chúng ta hiểu rằng luật vũ trụ nó là khách quan, nó liên tục. Bây giờ mình không nhìn được những điều này, mình cứ nghĩ rằng mình có tiền hay là mình có quyền, và đó là cái văn hóa truyền thống của mình làm, thì mình không biết rằng mình đang tiếp tục nuôi dưỡng cả một cái chuỗi sai lầm, đang đầu độc, đang làm tổn hại và phát triển
những cái con đường không đúng đắn. Thành ra cái mà chúng tôi thấy nó ảnh hưởng khá mạnh và khá sâu trong cái văn hóa Việt Nam là cái rượu, thì đó là cái điều thứ nhất. Và kế đó là tất cả những thứ nước uống, ngay cả quý vị thấy rằng cái nước trong nước lọc, cái nước trong nước lọc thôi, Việt Nam mình nói thẳng là bây giờ chúng ta có được các cái nguồn nước bảo đảm không? Nước lọc đóng chai, chứ chưa nói là nước mà mình đi mua mà mình refill cái bình. Nước lọc đóng chai đàng hoàng nằm trong siêu thị. Có ai dám đi ra lấy cái đó mà để đi test đều đặn không? Có mỗi một lần một cái loạt mình mua về là mình đem đi test, đem đi kiểm nghiệm không? Thưa quý vị, mình không có cái ý thức, mình không có một cái tiêu chuẩn rõ ràng. Vậy thì nó chỉ là cái nước lọc, nước trong thôi. Nó đã có quá nhiều cái chất độc và nó đã quá kém chất lượng rồi. Vậy thì chúng ta phải cẩn thận và cảnh giác để bảo vệ chính mình và những người thân của mình. Đừng chờ ở những người xung quanh, đừng chờ có một cái hệ thống để mà kiểm tra, kiểm soát hay bảo vệ mình. Mỗi một người phải cố gắng tự bảo vệ chính mình và những người thân xung quanh mình. Bởi vì khi mà những người thân xung quanh mình có bệnh thì nhiều ít gì mình vẫn bị liên đới. Nếu như mình chưa có khả năng để mà lan tỏa ra chăm sóc cho những người ở trong làng xóm của mình hay là cả đất nước của mình, thì cứ mỗi một người có ý thức bảo vệ chính mình bằng cái hình thức rất là cụ thể qua cái thức ăn, thức uống đặc biệt trong giai đoạn này, thì mình đã làm nên một cái điều bắt đầu rồi, từng bước chân đầu tiên đúng đắn rồi. Thì đó là cái thứ nhất, cái thức uống. Uống. Cái kế đến là cái thức uống đó nó sẽ liên quan tới cái thức ăn, phải không? Mình ăn uống. Vậy thì cái thức ăn khi bây giờ chúng ta ăn cũng vậy, trong cái giai đoạn vừa qua thì chúng tôi có thưa quý vị là chúng ta dùng cái gì để nuôi dưỡng mình? Dùng cái sống để nuôi dưỡng sự sống, dùng cái tươi mát, cái phát triển để nuôi dưỡng cái sự tươi mát, sự phát triển của mình, dùng cái thuận tự nhiên để nuôi dưỡng sự thuận tự nhiên, dùng cái sự hòa hợp bình an để nuôi dưỡng phát triển sự hòa hợp bình an, hay là mình dùng cái trái tự nhiên để mình nuôi dưỡng, mình dùng cái bất hòa để mình nuôi dưỡng, mình dùng cái mất quân bình để mình nuôi dưỡng, mình dùng cái khổ đau, cái chết chóc để mình nuôi dưỡng. Vậy thì nhân quả rất rõ. Đừng nghĩ rằng cái con người này, cái thịt này là của mình, cái xương này của mình. Nó không có cái gì là của mình cả. Nó vào, nó ra, nó vay, nó trả. Vậy thì cái thịt này nó lấy từ thịt bò, thịt heo, thịt gà, từ cá, từ tôm, từ cua. Còn nếu không thì nó lấy từ đậu. Phải không? Tất cả những cái chất đạm nó mới tạo ra cái thịt, cái cơ bắp của mình. Chứ chả có cái gì của mình cả. Bây giờ mình không đưa vào chừng 3 tháng, 6 tháng thì nó còn không? Nó sẽ teo dần, nó sẽ hủy diệt dần. Cái xương của mình cũng vậy. Canxi, magie, các cái loại muối khoáng này nó lấy từ đâu? Cũng từ trong thịt, trong cá, trong xương, trong rau, trong đậu. Từ vũ trụ hết, chả có cái gì của mình hết. Và cái mới nó đi vào, cái cũ nó đi ra, cái tốt nó đi vào, cái xấu nó đi ra. Vậy thì mình đang có cái thân mình đây là mình đang phải có sự nuôi dưỡng. Nhớ chưa? Không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì mình hiểu luật vũ trụ, lực hấp dẫn và nhân quả. Nếu chúng ta uống một ngụm rượu thì mình sẽ có ngụm thứ hai. Mình có ly thứ nhất thì mình sẽ có ly thứ hai. Lực hấp dẫn mà. Huống chi là vô nó không giúp cho mình duy trì cái sự tỉnh giác của mình. Thì mình càng bị mê đi là mình càng bị cái lực hấp dẫn nó cuốn theo. Tương tự như vậy, quý vị ăn một miếng thịt, phải không? Thì nó sẽ đi vào trong này, nó sẽ tiếp tục làm cái lực hấp dẫn để mình kéo thêm miếng thứ hai. Quý vị đưa vào cái hóa chất, tất cả những cái thức ăn ngày nay mà chế biến sẵn đều có hóa chất và thậm chí nó có chất nghiện. Để làm gì? Mình nhìn cái con mắt bằng màu sắc thôi nó đã thu hút mình rồi. Phải không? Mình ngửi cái mùi hương thôi nó đã cám dỗ, nó đã dụ mình rồi. Mình không cưỡng được nổi nếu như mình không có cái ý thức, nhận thức. Nếu mà mình không có sự tỉnh giác là mình bị dụ lên. Chưa kể nữa là gì? Quảng cáo. Âm thanh cái nói hoài vậy vào lỗ tai mình, hình ảnh thì đẹp, màu sắc thì hấp dẫn,
đưa vô miệng thì cái vị nó ngon. Thành ra tất cả những cái đó là lực hấp dẫn hết cả. Cái chất nghiện ở cái tầng bậc vật lý và sinh lý nó còn thấp quý vị. Cái nghiện của cái yếu tố tâm thức, nhận thức nó cao lắm. Thành ra cái nghiện nó có nhiều cái mức độ. Cái người mà bây giờ quý vị thấy người ta uống rượu 20 năm, người ta hút thuốc 20 năm, đó là cái nghiện của sinh lý, vì cái nồng độ cồn và nồng độ nicotine ở trong máu của cái người nghiện nó cao. Nhưng mà nếu người này mà người ta có cái ý thức tỉnh giác, người ta biết rằng cái tổn hại nó gây ra cho mình, và người ta quyết tâm cắt bỏ những cái mối quan hệ xã hội, những người bạn rượu, những người bạn thuốc của mình, cắt bỏ những cái mối quan hệ giao tiếp mà bắt buộc phải uống rượu hay hút thuốc, và người ta quyết tâm người ta bỏ được. Thấy không? Nhưng mà ngược lại, cái người mà cứ sống theo cái kiểu trào lưu xã hội, buồn buồn cái là ra tụng năm tụng ba uống rượu, hay là buồn buồn cái ngồi xúm lại với nhau cứ hút thuốc, đứa này mời đứa kia, nó là trở thành một cái giao tiếp xã hội, thành một cái nghiện. Vậy thì ở đây chúng ta phải biết rằng không có cung thì không có cầu, ngược lại nếu không có cầu nó sẽ giảm đi cung, và đến một lúc nào nó sẽ cắt cái chuỗi này. Vậy thì chúng ta phải tự ý thức để mà chuyển hóa mình. Cái thức ăn của mình phải hiểu rõ ràng. Nếu như chúng ta còn tiếp tục để mà nuôi dưỡng mình bằng cái màu sắc, bằng cái mùi hương, bằng cái vị, bằng những cái nhận thức xưa nay mình nghĩ à phải ăn thịt động vật nó mới có sức khỏe. Mình nghĩ là phải ăn thịt động vật mới có chất đạm, có cơ bắp, hay là mình nghĩ là thức ăn sản xuất bây giờ bằng công nghệ hiện đại nó gọi là hấp dẫn tốt đẹp. Quý vị bị dụ hết. Bị dụ hết. Thành ra cẩn thận. Cẩn thận trong cái giai đoạn này, mình ta nói là ăn ba bữa Tết, coi chừng chúng ta đang trong giai đoạn là giai đoạn đầu độc hết. Quý vị thấy là thực phẩm đâu có đủ cung đâu, người ta phải sản xuất trước, phải không? Vậy thì bao nhiêu hóa chất bảo quản trong đó? Giả sử đây là thức ăn động vật được nuôi dưỡng đúng quy trình tự nhiên, nha, đó là mình giả sử. Nhưng mà người ta không thể giết kịp để mà cung ứng một cái lượng cầu quá nhiều, quá ngắn. Vậy thì người ta phải giết từ ở nơi rất xa từ trước đó, và người ta phải bỏ hóa chất bảo quản, người ta phải đông lạnh, rồi người ta phải vận chuyển trong cái điều kiện nóng ẩm như vậy, thì phải có máy lạnh, đông lạnh, vân vân, thì nó không còn cái chất nữa. Đó là giả sử cái nguồn đầu tiên của mình tốt. Nhưng mà cái cách vận chuyển, cách bảo quản là bao nhiêu hóa chất rồi. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái động vật là thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị thấy cũng vậy. Hồi nãy mình nói là gì? Hoa và quả trong cái trang trí. Vậy thì trong cái nuôi dưỡng mình cũng vậy. Cái nhân quả mình có thấy rõ không? Bây giờ bảo đảm quý vị là 90% tất cả những cái hoa trái của mình bây giờ là gì? Trái mùa. Ok. Thứ hai, dùng công nghệ, dùng hóa chất. Ngay lúc nó nuôi rồi, ngay lúc nó được phát triển rồi, chứ đừng nói lúc nó thu hái. Thu hái làm sao mà cung ứng ngay cái chuỗi này kịp, thì bắt buộc anh phải hái non hơn, anh phải vận chuyển xa hơn, và anh phải có chất bảo quản, anh phải có bao nhiêu cái hóa chất. Đó là đồ tươi nha, đó là đồ tươi, đồ chúng ta thấy được bằng mắt, nhìn màu sắc đàng hoàng, chưa chế biến gì hết trơn mà bao nhiêu chất độc nó nằm trong đó rồi. Vậy thì chúng ta xem những cái thứ đồ khô, đồ sản xuất sẵn, mứt, bánh, kẹo, hạt dưa, nước uống, toàn bộ là chất độc, toàn bộ là hóa chất. Kể cả cái hạt dưa mình cầm đỏ đỏ đẹp đẹp, mình ngậm mình cắn, chất độc không. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là những cái còn rất là đơn giản. Ok, chưa phối hợp. Mứt gừng mình thấy miếng gừng, mứt bí mình thấy miếng bí, hạt dưa mình thấy hạt dưa đấy, nhưng mà nó đã có quá nhiều hóa chất và chất độc rồi. Vậy thì những cái thứ mà nó chế biến cầu kỳ hơn, phức tạp hơn, mình không nhìn thấy được bản chất thật của nó, thì quý vị tưởng tượng cái gì? Hồi nãy thầy Thái có nói là trà và cà phê, phải không? Cái người nào mà biết uống cà phê thiệt đó, thì nếm cái mùi, nếm cái vị, mình biết cà phê thiệt. Còn nói xin lỗi, bây giờ hơn 60-70% thị trường cà phê cả thế giới là đồ gì? Đồ giả không à? Đồ giả không à? Nhưng mà chúng ta lại thích sống ảo, thích sống giả, thành ra chúng ta đang nuôi dưỡng mình bằng những cái rất là sai lầm. Vậy thì ngày hôm nay mình chỉ nói cho quý vị hai cái thôi.
là thức ăn và thức uống. Ok, sơ sơ thôi. Bây giờ mình sẽ dành cho quý vị câu hỏi. Ngày kỳ tới thì mình sẽ đi sâu hơn, tức là chuẩn bị quà cáp như thế nào, chuẩn bị cái nhà mình ra làm sao, chuẩn bị cái thực phẩm của mình như thế nào, và chuẩn bị thân và tâm của mình như thế nào để mà mình chuẩn bị gọi là đón cái giao mùa và chuẩn bị cho cái năm mới. Nhưng mà hai cái yếu tố này chúng tôi phải nói trước, bởi vì nó là cái điều rất thực, nó là cái điều rất thực mà chúng ta bị cái văn hóa truyền thống của mình ảnh hưởng quá lâu dài rồi, mà chúng ta không cẩn thận thì mình đang tự đầu độc mình, mà mình đang tiếp tục cái chuỗi đầu độc lẫn nhau, và cái nhân quả nó liên tục không dừng được đâu quý vị. Đến lúc mình lãnh lại cái hậu quả thì mình tá hỏa, tại sao ung thư càng ngày càng nhiều, tại sao khổ đau càng ngày càng nhiều không dứt được, và mình có đi trách ai đâu không. Vậy thì đừng chờ nhà nước, đừng chờ những cơ quan chức năng, mỗi một người phải có ý thức và tự bảo vệ mình thì từ từ nó sẽ được chuyển ngược lại, từ từ nó chuyển ngược lại. Còn công việc của các ngài quá nhiều, sứ giả vũ trụ đã đến để nhắc chúng ta, và đây là cơ hội cuối. Chúng ta nhớ nghe, đây là cơ hội cuối. Nếu như mà mình thất bại, tức là mình không thực hiện nghiêm chỉnh cái giao mùa thứ ba này, thì chúng ta cứ nhìn ba cái đợt đầu của Covid đến với mình bình an, nhẹ nhàng, thảnh thơi, phải không? Chủ qua một cái, tới cái thứ tư là nó lên một cái sóng rất lớn. Vậy thì cái đây là cái thời điểm quyết định, mỗi một người phải tỉnh thức và lan tỏa cái năng lượng này cho những người thân, người thương, những cái người nào mình biết, và kế đó là những cái người nào mình gọi là cùng máu đỏ và nước mắt mặn. Bởi vì khổ đau không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc và trình độ tri thức. Vậy thì đó là cái nhiệm vụ của mỗi một chúng ta, chứ không phải của ai hết cả. Rồi, cảm ơn đại chúng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi nào liên quan tới ăn và uống trước. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Thắng. Thì thật ra đây không phải là cái con đường đi gọi là đơn giản là để mình có thể nói. Đây phải là sự thực hành của sự hiểu biết và trong đời sống của mình. Thì chúng ta nên nhớ rằng những bậc giác ngộ thì Đức Phật là một trong những người giác ngộ. Vậy thì tất cả những người giác ngộ là phải giác ngộ cái gì? Giác ngộ những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ, và tất cả những luật tự nhiên, luật vũ trụ là khách quan. Và một trong những cái luật đó là gì? Là sự cân bằng, quân bình. Thì trung đạo là cân bằng, là quân bình. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái trung đạo, nhiều hồi á, nhiều hồi mình cũng hiểu một cách rất là cạn kẽ, là mình nghĩ trung đạo là ngay chính giữa chứ gì. Tức là chẳng hạn như nếu mà chúng ta có một cái đoạn như vậy thì mình gọi là trung đạo, là nó nằm ngay chính giữa. Nhưng không, tức là nó sẽ dao động, nó sẽ dao động trong một cái khoảng ở này nha, nó sẽ dao động trong một cái khoảng. Để mình tránh làm gì? Mình tránh ra hai cái cực đoan, là hai cái thái cực thôi. Đó là mình nói một cách tổng quát, đó là mình nói một cách tổng quát. Nhưng mà trong cuộc đời của mình có khi có những cái giai đoạn, mình phải dùng cái gọi là đối trị, mình phải gọi là dùng cái đối trị. Lấy ví dụ như khi mà anh đang bị mất quân bình quá, anh tập trung vào cái bên này quá nó mất quân bình, vậy thì lúc này mình phải hoàn toàn buông cái này để mình đi qua bên này. Vậy thì nếu một người mà chỉ mới đi tới chính giữa này thôi, trong khoảng giữa này, thì mình chưa đủ cái lực để đưa nó cân bằng trở lại. Vậy thì bắt buộc cái người này phải quyết tâm làm sao dồn cái lực về bên này. Đấy không? Tức là mình thấy là một cái thái cực kia, nhưng mà sau đó chính một cái giai đoạn tỉnh giác thì nó đưa cân bằng, thì mình mới bắt đầu trở lại ở phần giữa. Vậy thì cái giai đoạn đầu của mình, khi mà mình quá mất quân bình, thì lúc đó mình phải dùng cái phương pháp gọi là đối trị. Lấy ví dụ như một cái người mà người ta hiểu đúng luật vũ trụ, trở lại mình nói với cái rượu đi. Vậy thì chẳng hạn như Đức Phật không có cấm mình uống rượu,
Trong đạo Phật không có cái gì là cấm hết cả, chỉ có là cho anh biết cái sự tỉnh giác và hiểu luật. Vậy thì nếu như anh biết sử dụng rượu để làm một cái chất dẫn xuất của thuốc, tại vì rượu là một chất dẫn thuốc rất là tốt, dù là dùng bên ngoài hay dùng bên trong. Đây cũng là một cái lý do tại sao mà chúng ta thấy trong nhà thờ người ta dùng cái rượu để người ta làm cái một cái nghi lễ, đúng không? Tại vì khi mình dùng rượu đó là nó có một cái nguồn năng lượng, nó có sự ấm áp. Nhưng mà nếu mà không hiểu cái điều này thì mình lạm dụng. Ok, mình lạm dụng thì tính cái sự lạm dụng nó mất đi cái ý nghĩa của nó. Hay là chẳng hạn như nếu bây giờ một cái người mà ăn nhiều quá, tham lam quá, tích lũy nhiều quá thì nó sẽ đưa đến cái sự chấp chứa, sự bế tắc. Thành ra đúng là đi qua một cái thái cực thứ hai. Thấy không? Là gì? Là cái sự thanh tẩy, cái sự tuyệt thực. Thành ra quý vị thấy chẳng hạn như cái giai đoạn đầu của Đức Phật là gì? Sống trong nhung lụa, sống trong đầy đủ, sống trong cái cao lương mỹ vị, bao nhiêu của ngon vật lạ là đều được hưởng thụ hết. Thành ra phải có một cái giai đoạn đối trị là 6 năm khổ hạnh. Và chưa đủ đâu, nó còn nếu có giai đoạn thanh tẩy, tức là phải có gì? 49 ngày thanh lọc thân tâm. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy bên Kitô giáo cũng vậy, Đức Chúa Giêsu cũng phải có 40 42 ngày để mà thanh tẩy, để mình không có đưa vào, thì lúc đó mình mới tiêu thụ hết những cái nó tồn đọng bên trong, những cái rác rưởi mình không tiếp tục đưa vào nhưng nó vẫn còn tồn đọng, thành ra mình cũng phải thanh tẩy để giảm thiểu. Vậy thì nó phải có một cái giai đoạn đối trị trước. Vậy thì bây giờ cái người nào mà không hiểu cái này mà mình đi từ 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 tới cái trung đạo thì nó sẽ mất thời gian rất lâu. Đấy, vậy thì khi mà chúng ta hiểu cái trung đạo nó không phải là cứng nhắc, bởi vì trong vũ trụ này nó không có đường thẳng, nó không có cái vạch rõ giữa trắng và đen. Vậy thì anh phải làm sao anh hiểu cái luật này và tùy theo cái từng lúc một. Vậy thì cái sống trung đạo là cái căn bản tổng quát, nhưng mà để thực hiện được cái trung đạo này đòi hỏi anh phải có sự tỉnh giác lúc nào, thời điểm nào và trong cái khoảng nào, chứ không phải là nó cứng nhắc ngay điểm chính giữa. Thì đó là cái nguyên lý căn bản để chúng ta ứng dụng vào tất cả mọi pháp trong vũ trụ. Từ cái học cũng vậy, từ cái ăn cũng vậy, từ cái đi đứng cũng vậy. Cái người mà trước giờ không vận động thì máu huyết nó bị tù đọng, bế tắc, nó sinh ra những cái phù nề, những cái đau nhức, thì bắt buộc mình phải không có giai đoạn mình làm rất mạnh, rất đau, phải không? Để cho nó khai thông những cái điểm đó, chứ mình không thể từ từ êm dịu được. Thì đây là những cái nguyên tắc căn bản trong đời sống thì chúng ta phải ứng dụng. Và một lần nữa là chúng ta đừng chờ cái người khác, mỗi một người phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình và tự bảo vệ mình, đừng chờ những cái người xung quanh. Thì đó là cái cách mà chúng ta gọi là mình hiểu mình và thương mình, và khi mình hiểu thương mình thì mình sẽ hiểu và thương những người khác. Và cái mà mình chỉ nói một cách tổng quát ở đây, tức là mình không có phê phán người ta và cũng như mình không thể cấm người ta được. Bây giờ mình hãy tự quay về mình, tức là mình không có chờ. Chẳng hạn như mình nói là cái vấn đề mà kiểm soát thực phẩm hay là cấp giấy phép hay là gọi là kiểm tra vân vân, cái đó là trách nhiệm, nhưng mà có khi công việc nhiều quá, và cái thứ hai mình nói thẳng là ý thức dân trí của mình kém quá, phải không? Bây giờ người ta giữ anh trộm ở ngoài đường hay giữ anh trộm trong nhà đâu? Bây giờ luật pháp thì có, nhưng mà mình không có thực hành luật pháp, mình không có sống đúng, vậy vì có lòng tham của mình, vì cái nhận thức không đúng đắn của mình. Vậy thì mỗi một người cứ hãy cố gắng làm tốt nhất của mình và bảo vệ mình. Bây giờ mình hiểu cái chuỗi, cái luật của vũ trụ là một cái chuỗi nhân quả tiếp nối nhau, nó là cái cung và cầu. Vậy thì bây giờ tôi chưa chuyển hóa được người, tôi không có bắt người ta là không nuôi, không giết, tôi không có bắt người ta là không nấu rượu, không bán rượu. Vậy thì bây giờ bản thân tôi không uống rượu, ok, tôi không mua rượu tặng, và tôi không tham gia hội hè khi mà mình không cần thiết. Và thậm chí khi mình bắt buộc phải tham gia hội họp thì mình cũng giữ cái lập trường của mình có thể xin lỗi vì cái sức khỏe của mình không thể dùng được nó. Hay là chẳng hạn như có những người bây giờ là nhà nước khuyến mình là chích ngừa, nhưng mà mình vì cái sức khỏe của mình vẫn leo lên được, mình bị dị ứng, mình bị tim mạch, mình bị bệnh phổi, thì mình không ai bắt buộc. Tất cả những cái là người ta muốn làm tốt cho mình, tuy nhiên trong cái cách thực hiện có thể là nó bị sai lạc. Vậy thì tốt nhất là mỗi người hãy tự bảo vệ mình, tự có trách nhiệm với mình. Vậy thì khi mà mình không tiếp tục trong cái chuỗi cầu đó,
thì càng ngày càng nhiều người ý thức được cái sự không đúng đắn, không tốt đẹp của cái chuỗi cầu đó, thì cái chuỗi cung nó sẽ giảm dần, phải không? Chứ quý vị không có ra đó, bà bán ba cái đồ này chất độc không thôi, ông bán ba cái này nguy hiểm, phải không? Mình không nói được vậy, và cũng như là mình không có cấm những người trong gia đình mình, tức là mình chỉ thực tập và người ta thấy cái sự thực tập của mình có sự chuyển hóa tốt, nếu có thể thì mình giải thích hay mình cho người ta thấy những cái ví dụ rất rõ ràng. Bạn bè mình cũng vậy, tức là mình không mua tặng thực phẩm, lấy ví dụ mai mốt là cái kỳ sau mình sẽ nói đến là mình nên mua cái quà gì để mình trưng trong nhà mình nên mua cái quà gì để tặng cho bạn bè hay là cho sếp của mình, hay là chẳng hạn như những ngày Tết đến với nhau thì mình mời nhau cái thứ gì để gọi là mình nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng những người xung quanh mình bằng những cái tốt đẹp nhất, bằng những cái thiết thực nhất. Vậy thôi, thì từ từ mình làm điều tốt, nó sẽ bảo vệ mình trước và nó sẽ lan tỏa ra, chứ mình không thể phê phán, mình không thể bắt những người kia làm được, có khi nó bị cái phản ứng ngược lại, mà đó là luật vũ trụ, đó là luật vũ trụ. Vậy thì có trách nhiệm với chính mình, bảo vệ mình và những người thân của mình trước hết, đó là nguyên tắc căn bản khi chúng ta hiểu luật vũ trụ cách đúng đắn. Rất là hay. Cái phần câu hỏi của cô thì thật ra nếu như cô có tham dự những cái buổi chia sẻ lúc trước thì mình đã có giới thiệu qua cái lộ trình để mà mình thanh lọc thân tâm. Trong cái buổi chia sẻ kỳ này và kỳ sắp tới là mình nói rõ hơn, cụ thể hơn là chúng ta chuẩn bị ứng dụng vào cái đón xuân hay là đón năm mới này như thế nào theo đúng luật vũ trụ, là bởi vì chúng ta đã được cảnh báo quá nhiều lần. Lấy ví dụ như sáng nay thì mình chỉ nói đến cái thức ăn và thức uống, mình chỉ mới nói những cái điều mà nó tối nguy hiểm thôi, chứ còn thật ra thì mình không thể liệt kê ra hết. Nếu mà nói cái thức uống không thôi á, chắc nó có thể là mấy chục loại, phải không? Cái nước thức uống có cồn không thôi nó đã có mấy chục loại, thức uống có ga, có đường hóa học, có chất bảo quản, có phẩm màu, nó có mấy chục loại, mấy chục cái hiệu khác nhau. Vậy thì mình chỉ nói một cách căn bản, cốt lõi, nhưng mà nó lại rất là bao quát để chúng ta ý thức được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái chuỗi mà 10 buổi đầu tiên khi mình nói về và sáng nay mình có nhắc, tức là khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc ứng dụng của cái luật vũ trụ vào trong sự thiết lập vũ trụ và sự vận hành của nó, vậy thì hai cái giai đoạn đầu ở bên ngoài hầu hết chúng ta không làm chủ được. Vậy thì giả sử như một cái người ở miền quê mà người ta không thể gọi là tìm được một cái sản phẩm sạch, không thể làm tìm được một cái nguồn thức ăn như ý của mình, vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Bằng cái ý thức tỉnh giác của mình, bằng ý thức tỉnh giác của mình sẽ tiêu thụ ít hơn, phải không? Trước hết là tiêu thụ ít hơn, tức là mình sẽ đưa vào cái chất độc trong cơ thể mình ít hơn. Và cái thứ hai là khi mà mình tiêu thụ với cái sự tỉnh giác thì cái ý thức tỉnh giác của mình nó đã phát hiện được những cái gì không tốt đẹp, thì nó có cái sự chuẩn bị, và đây cũng là một cái cơ chế của hệ miễn dịch của mình. Đây là một cơ chế của hệ miễn dịch của mình. Khi mình đưa vào trong cơ thể của mình những cái thứ lạ, những cái thứ độc, thì bằng cách chủ động, bằng một cái liều ít, thì nó sẽ được kích hoạt và từ đó nó mới tạo ra cái hệ thống bảo vệ cho mình, tức là những kháng thể. Vậy thì thức ăn, thức uống hay môi trường cũng vậy, chúng ta không thể nào làm sạch nó, chúng ta không thể nào làm như ý mình hết cả. Vậy thì với cái ý thức tỉnh giác đó, mình đưa vào một cái giới hạn để cơ thể mình có thể tiếp nhận được và gọi là phản ứng chuẩn bị kịp thời. Vậy thì trong tình huống đó thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể làm được, dù là cái người gọi là không có điều kiện, những người không có điều kiện về trí thức để mà hiểu biết một cách rộng rãi, không có điều kiện về kinh tế để mua được hết tất cả những sản phẩm gọi là sạch, gọi là tốt. Vậy thì mình phải biết cách sử dụng như thế nào, và cái cách sử dụng này thì mình cũng đã được học trong những cái chuỗi ngày đầu tiên, tức là chúng ta phải sử dụng một cách đúng nguyên tắc, đúng giờ, hiểu luật vũ trụ. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ có những cái giai đoạn mình thanh lọc, mình đào thải ra những cái chất độc, nó tích tụ thân và tâm đều như thế hết cả. Thì đó là những cái chuỗi bài đầu tiên mình đã nói rồi. Rồi, cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cộng đồng SE và
chúc quý vị những người nào mà chưa có được cái sự chuẩn bị để mà tham dự cái chương trình thanh lọc thân tâm cuối năm thì đây là cái cơ hội cuối của mình, từ ngày 20 đến ngày 23, tức là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần này. Vậy thì chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội này để làm sạch cái căn nhà thân và tâm của mình, để từ đó mình mới làm sạch cái căn nhà bên ngoài, để chúng ta đón nhận những điều mới tốt đẹp. Rồi kế đó là cái buổi chia sẻ sắp tới của mình. Cái buổi chia sẻ sắp tới của mình thì cũng thế. Cái buổi chia sẻ sắp tới thì mình sẽ nói sâu hơn một tí xíu về tất cả những cái chúng ta cần phải làm trong những cái lĩnh vực giao tế xã hội và chăm sóc cho những người thân của mình như thế nào. Đó thì là cái buổi chia sẻ cuối năm của mình, thực về cho cả cá nhân của mình, cho cả người thân của mình và cho cả cái cộng đồng, để chúng ta thực hiện tốt nhất cái sự sống hòa hợp, an vui, hạnh phúc. Rồi, cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều năng lượng, hòa hợp, thành công tốt đẹp và hoàn tất trong mọi công việc.